Hà Nội tổng kiểm tra toàn bộ chung cư mini, nhà trọ trong 45 ngày sau thảm họa cháy chung cư mini làm 56 người không qua khỏi tại quận Thanh Xuân. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội quyết định tổng kiểm tra phòng cháy chữa cháy tại tất cả các trung cư mini, nhà trọ trên toàn thành phố trong 45 ngày. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn vừa ký ban hành kế hoạch tổng kiểm tra việc chấp hành pháp luật đối với loại hình nhà trọ, trung cư mini trên địa bàn thành phố. Thời gian bắt đầu thực hiện từ 15 tháng 9. Từ trước ngày 30 tháng 10, Hà Nội sẽ kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đất đai, quy hoạch, xây dựng, kiểm tra các nội dung liên quan tới an toàn điện và công tác phòng cháy chữa cháy. Qua kiểm tra, thành phố Hà Nội sẽ hướng dẫn và khuyến cáo người đứng đầu cơ sở, chủ hộ gia đình bổ sung biện pháp, giải pháp đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy, trong đó tập trung vào các nội dung như đảm bảo yêu cầu về ngăn cháy lan theo chiều ngang, chiều dọc công trình như đóng kín buồng thang bộ, ngăn cháy các khu vực có công năng khác nhau đồng thời thường xuyên duy trì đường lối thoát nạn đảm bảo thông thoáng tạo lối thoát nạn thứ hai qua ban công lối thoát nạn khẩn cấp lên mái lối thoát sang nhà bên cạnh bổ sung thang dây thoát nạn trên mái đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy của hệ thống thiết bị điện quản lý sử dụng nguồn lửa nguồn nhiệt chất kẽ cháy nổ thiết bị sinh lửa sinh nhiệt sạc điện của xe máy điện xe đạp điện thắp hương thờ cúng bố trí sắp xếp vật dụng phương tiện như ô tô xe máy hàng hóa kinh doanh trong nhà đảm bảo gọn gàng không cản trở lối thoát nạn không gây cháy lan sang khu vực khác khi có sự cố. Kế hoạch nêu, Hà Nội cho biết sẽ tổ chức lực lượng phòng cháy chữa cháy tại chỗ trực để kịp thời phát hiện, xử lý các sự cố ngay khi mới phát sinh. Đồng thời hướng dẫn trang bị hệ thống thiết bị báo cháy tự động, hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà, bình chữa cháy sách tay, dụng cụ phá rỡ thô sơ phù hợp với quy mô tòa nhà. Hà Nội khuyến cáo các hộ gia đình tự trang bị thiết bị phục vụ chữa cháy, cứu hộ cứu nạn như thang dây hạ chậm, mặt nạ phòng độc, đèn pin, dụng cụ phá rỡ thông thường. Theo Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội việc tổng kiểm tra nhằm mục đích nâng cao vai trò trách nhiệm trong lãnh đạo chỉ đạo của các cấp ủy đảng chính quyền các ngành chức năng ý thức nhận thức trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở chủ hộ gia đình và người dân trong việc thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy công tác kiểm tra xử lý vi phạm phải được triển khai quyết liệt toàn diện công khai minh bạch đảm bảo an toàn tuân thủ theo quy định của pháp luật trên nguyên tắc không có vùng cấm không có ngoại lệ quá trình kiểm tra phải đảm bảo hạn chế tới mức thấp nhất ảnh hưởng tới sinh hoạt của người dân kế hoạch thể hiện yêu cầu các đơn vị báo cáo kết quả đợt tổng kiểm tra giả soát về Ủy ban Nhân dân thành phố trước ngày 2 tháng 11 năm 2023. Những đơn vị địa phương nào thực hiện không nghiêm túc, không đảm bảo tiến độ đề ra để sót lọt các cơ sở thuộc diện kiểm tra giả soát, thì Thủ trưởng đơn vị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các cấp chịu trách nhiệm trước Ủy ban Nhân dân thành phố. Kế hoạch nêu rõ. Thưa quý vị và các bạn, đã vài ngày trôi qua, nhưng vụ cháy trung cư mini xảy ra ở phố Khương Hạ, quận Thanh Xuân, Hà Nội vẫn là nỗi ám ảnh đau xót với tất cả chúng ta. Có lẽ chưa bao giờ mà chúng ta lại cảm thấy bàng hoàng và thẫn thờ sau một đám cháy lớn và dữ dội đến như vậy. 56 người tử vong, 37 người bị thương và trong số này có rất nhiều nạn nhân là các em nhỏ. Bậc, chủ đầu tư công trình thì cũng đã bị khởi tố bắt tạm giam và sẽ phải trả giá cho những vi phạm trong xây dựng phòng cháy chữa cháy của mình. Tuy nhiên ạ. nỗi đau thì vẫn sẽ còn đó và chắc chắn là sẽ còn rất lâu nữa người thân của các nạn nhân mới có thể vượt qua được những ám ảnh này để trở lại với cuộc sống bình thường vâng ạ tuy nhiên thì sự việc này cũng một lần nữa à, cho chúng ta thấy những cái bất cập và khoảng trống trong công tác quản lý phòng cháy chữa cháy tại các trung cư mini hiện nay có hay không tình trạng buông lỏng quản lý với loại hình trung cư này và ngay bây giờ biên tập viên thanh liêm của chúng tôi sẽ có cuộc trao đổi với ông bùi xuân thái là một chuyên gia đến từ hiệp hội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ việt nam để có thể chia sẻ thêm về nội dung đang rất được quan tâm này và thưa quý vị với nội dung này cũng sẽ khép lại chương trình chào buổi tối ngày hôm nay của chúng tôi cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại và chúng ta sẽ cùng bắt đầu với tiểu mục chuyện tối nay với chủ đề của chúng ta liên quan đến lỗ hổng phòng cháy cháy ở trung cư mini. Và cùng đồng hành với chuyện tối nay thì xin được cảm ơn ông Bùi Xuân Thái đã cùng đồng hành với chương trình. Thưa ông Thái, là vụ cháy trung cư mini ở phố Khương Hạ, quận Thanh Xuân, Hà Nội vào đêm ngày 12 tháng 9 đến nay thì rõ ràng vẫn là để lại một cái nỗi ám ảnh rất là lớn đối với người dân của chúng ta bởi cái thiệt hại mà nó gây ra thì rất là nghiêm trọng. Và ông đánh giá cái mức độ đấy như thế nào thưa ông? trước hết thay mặt hiệp hội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Việt Nam tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến thân nhân và gia đình những người bị nạn trong vụ cháy vừa qua à, phải nói rằng cái vụ cháy vừa qua là là một vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng với số lượng người thương vong lớn có thể nói là lớn nhất từ trước đến nay vụ cháy đã gây ra những đau thương mất mát lớn đối với gia đình các nạn nhân tạo ra tâm lý bàng hoàng đối với người dân và dư luận xã hội à, đây cũng là hồi chuông báo động đối với công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy nói chung và công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy đối với loại hình chung cư mini nói riêng. Vâng, vậy thì à, vấn đề phòng cháy cháy tại chung cư mini thì à, rõ ràng không phải là vấn đề mới. À, tuy nhiên thì dường như vấn đề này lập tức nóng trở lại và được quan tâm sau có những vụ hỏa hoạn xảy ra. Vậy thì ông Thái có thể thấy là cái, cái cái phòng cháy cháy tại loại hình chung cư nói chung và chung cư mini nói riêng à, có những cái vấn đề tồn tại gì chúng ta cần phải đề cập. ạ? Chung cư mini là một cái loại hình chung cư đặc biệt, nó có những cái đặc thù riêng và qua đó thì hiện nay đang tồn tại những cái bất cập riêng đối với công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy cụ thể ở đây là gì thứ nhất là các chung cư mini hầu hết là được chuyển đổi công năng sử dụng các chủ đầu tư các hộ gia đình thì chuyển ban đầu là xây dựng theo dạng là nhà ở dân sự sau đó thì chuyển đổi công năng sang dạng loại hình cho thuê hoặc là với số lượng người ở đông hoặc là bán căn hộ cái việc chuyển đổi công năng này dẫn đến một cái tình trạng là số lượng cư dân tập trung trong tòa chung cư quá đông cái nhu cầu sử dụng điện là nó tăng vọt lên và cái hiện tượng này dẫn đến tình trạng quá tải và gây chập cháy đối với hệ thống dây dẫn điện trong tòa trung cư. Bên cạnh đó thì cái việc tập trung rất nhiều phương tiện giao thông cá nhân như xe máy, xe điện tại các hầm trung cư là những nguyên nhân tiềm ẩn những cái khả năng nguy cơ gây ra nguy cơ cháy nổ cao. Vấn đề thứ hai là cái tồn tại về mặt nhận thức của người dân trung cư tại về vấn đề các cái kiến thức và kỹ năng phòng cháy chữa cháy. À, hầu hết là các cái cư dân tại các chung cư mini là chưa có những cái kiến thức và không đủ khả năng để xử lý các tình huống khi có sự cố cháy nổ xảy ra họ không biết sử dụng các phương tiện chữa cháy ban đầu cũng như là không được huấn luyện đào tạo về cái kỹ năng thoát nạn trong những tình huống khẩn cấp à, cái tồn tại tiếp theo là việc trang bị cái hệ thống phòng cháy chữa cháy tại các chung cư mini tại các tòa chung cư mini thì do cái mục tiêu là tối thiểu cái chi phí đầu tư nên việc trang bị cái hệ thống các cái thiết bị uh, báo cháy, thiết bị chữa cháy ban đầu hay thiết bị chữa cháy tự động thường là không đầy đủ hoặc là nhiều khi mang tính hình thức. Ừ. khám phá ra thì chúng ta cũng có thể thấy cái loại hình chung cư mini ấy, đang tồn tại khá là nhiều, không chỉ ở tại các thành phố lớn như Hà Nội đâu. À, và đặc biệt uh, những cái tòa chung cư mini mà chúng tôi nói đến ở đây thì khi mà được xây dựng và đi hoạt động thì cần phải đáp ứng những cái tiêu chuẩn, những cái quy chuẩn và như thế nào về phòng cháy chữa cháy ông có thể phân tích một số nội dung không? Vâng, chung cư mini là một cái loại hình nhà ở tương đối thịnh hành tại Hà Nội và một số đô thị lớn ở Việt, Việt Nam à, nó góp phần giải quyết nhu cầu nhà ở cho một bộ phận người dân à, các cái chung cư mini để à, đi vào để xây dựng hoặc là đưa vào hoạt động thì phải tuân thủ các quy định về phòng cháy chữa cháy ở đây là thì phải có hệ thống phòng cháy chữa cháy đầy đủ và có hiệu quả phải có phương án phòng cháy chữa cháy và phương án thoát nạn chi tiết và phải được giám sát kiểm tra định kỳ bởi các cơ quan quản lý nhà nước. À, cụ thể là tại Nghị định 136-2020 của Chính phủ có quy định rõ các loại trung cư có chiều cao từ 7 tầng trở lên hoặc có tổng khối tích từ 5.000 mét khối trở lên thuộc diện thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy. Các cái công trình mà không thuộc diện thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy thì buộc phải có giấy phép xây dựng. Và có thể nói là trong cái vụ cháy vừa qua ngày 12 tháng 9 tại Khương Hạ chủ đầu tư chỉ được cấp phép xây dựng 6 tầng Thế nhưng đã xây lên tới 9 tầng và rõ ràng là cái vi phạm này đã tồn tại trong một thời gian rất là dài à, và thực sự là cái vụ cháy nó đã gây ra và nó bộc lộ ra một cái vi phạm như vậy. Nhiều người đặt ra câu hỏi là có phải chăng chúng ta đang buông lỏng quản lý trong cái loại hình chung cơ mini này hay không? Trên thực tế chúng ta đều thấy là cái tại một số nơi cái tình trạng quản lý về xây dựng cơ bản là đang có một số cái, cái nơi mà vấn đề chưa chặt chẽ thực hiện chưa chặt chẽ về các quy định nhất là đối với loại hình chung cư mini à, các hộ gia đình các cá nhân thì thường xây dựng các cái nhà ở riêng lẻ theo kiểu nhiều tầng hoặc nhiều căn hộ sau đó chuyển đổi công năng để bán cái việc xây dựng này thì thường không tuân thủ các cái quy định về của pháp luật về xây dựng như là xây sai uh, giấy phép xây dựng sai uh, giấy dự phép để lấn chiếm không gian hoặc là tự ý nâng tầng. Uh, các cái sai phạm này thì thường là không được xử lý hoặc nếu có xử lý thì xử lý không triệt để. Vâng. Uh, điều đó dẫn đến cái hệ lụy là vi phạm các quy định về phòng cháy chữa cháy, tiềm ẩn những khả năng và những nguy cơ cháy nổ cao trong cộng đồng dân cư. Vâng. Uh, và rõ ràng là sau cái sự việc đặc biệt nghiêm trọng này thì Bộ Công an cũng đã chỉ đạo công an các địa phương uh, ra soát lại chung cư mini trên toàn quốc sau cái vụ cháy tại Hà Nội và khiến uh, 56 người thiệt mạng à, ông kỳ vọng gì vào điều này và à, có nhiều ý kiến cho rằng thì chung cư mini thì cũng cần phải có quy định phòng cháy cháy giống như các cái loại hình như là karaoke phải không ông có đồng tình cái ý kiến này không? qua cái vụ cháy vừa rồi với cái hậu quả để lại đặc biệt nghiêm trọng ấy, tôi cho rằng là chính phủ và bộ công an đã vào cuộc một cách rất kịp thời và và cần thiết cái việc bộ công an chỉ đạo công an các địa phương giả soát tổng thể các chung cư mini trên phạm vi toàn quốc nó sẽ giúp cho cái việc là đánh giá tổng thể các chung cư mini tìm ra những cái tồn tại và những cái nguy cơ mất an toàn phòng cháy chữa cháy đối với toàn bộ các cái chung cư mini trên toàn quốc qua đó thì sẽ có các cái giải pháp để khắc phục các cái tồn tại đó để đảm bảo cái sự an toàn cho cư dân đang sống tại các chung cư mini ừ. còn cái một số ý kiến cho rằng là cần phải siết chặt các quy định đối với chung cư mini giống như loại hình karaoke thì theo tôi, quan điểm của tôi thì tôi cho rằng là bản thân các quy định của pháp luật hiện nay đã có những quy định đó rồi. Cụ thể như tôi vừa trao đổi thì Nghị định 136-2020 của Chính phủ đã quy định rõ ràng là các trung cư có chiều cao từ 7 tầng trở lên hoặc có tổng khối tích từ 5.000 m khối trở lên thuộc diện thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy. Ở đây vấn đề chỉ là quá trình thực hiện thôi. Khi mà các chủ đầu tư nếu mà ngay từ đầu nghiêm túc, tuân thủ các quy định của pháp luật mà xác định rõ ràng là phải xây dựng chung cư mini thì người ta sẽ phải thực hiện các quy định về pháp luật về mặt xin cấp phép và thẩm duyệt về phòng cháy chữa cháy. Ừ. Còn lại thì là quá trình giám sát của các cái cơ quan quản lý sự dựng ở địa phương. Chúng ta mong muốn là chúng ta có thể phòng được những sự cố có thể xảy ra. Vậy thì không biết là hiệp hội phòng cháy cháy và cứu nạn cứu hộ Việt Nam có những cái khuyến cáo như thế nào với cái chủ chung cư mini hoặc là nhà trọ điện sau những vụ hỏa hoạn và đặc biệt là cái vụ hỏa hoạn để lại một cái uh, sự chua sót rất là đau đớn rất là thảm kịch để đảm bảo cái công tác an toàn phòng cháy cháy ở tại những cái khu vực này. Đối với các uh, chung cư mini là người người chủ chung cư mini gần như là người đứng đầu của của cái tòa nhà đấy là cái trách nhiệm về công, đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy theo quy định của luật là chịu trách nhiệm cao nhất ở đây thì hiệp hội phòng cháy cháy có khuyến cáo với chủ chung cư mini phải được tuân thủ các quy định nghiêm ngặt về quy định về phòng cháy chữa cháy, trong đó chú trọng về vấn đề phòng ngừa. Ở đây các biện pháp cụ thể mà Hiệp hội phòng cháy có khuyến cáo với chủ chung cư mini bao gồm các biện pháp phải bố trí đủ lối thoát nạn theo quy định trong chung cư mini. Cụ thể là các lối thoát nạn ít nhất phải có hai lối thoát nạn. Trong đó lưu ý các vấn đề sau. Thứ nhất là với lối thoát nạn bên dưới thường là các cái cửa ra vào chính thì phải đảm bảo là khả năng thoát nạn thông thoáng và không bị cản trở, không được bố trí hàng hóa hoặc xe cộ chắn vào các lối thoát nạn đấy để gây ra cản trở trong quá trình thoát nạn khi có sự cố xảy ra. Đối với các lối thoát nạn bên trên, thông thường là các lối ra lô ra ra ban công hoặc lên sân thượng hoặc lên mái thì cần phải đánh giá thực trạng ở khu vực đó về vấn đề an ninh. Nếu mà trường hợp mà an ninh đảm bảo thì nên dỡ bỏ các khung sắt bởi vì thường các chung cư hay rào khung sắt ở tại lô ra và ban công ở trường hợp mà không thể dỡ bỏ được thì các khung sắt đấy buộc phải tạo ra cái cửa thoát nạn đủ độ rộng và có khóa thứ hai mà hiệp hội khuyến cáo với chủ chung cư là gì các chủ chung cư mini ở đây bao gồm có thể phải cả các cư dân sống ở trong các tòa nhà trung cư là thường xuyên kiểm tra việc sử dụng an toàn các thiết bị điện trong tòa trung cư và trong các căn hộ à, bao gồm cái việc là kiểm tra toàn bộ hệ thống dây dẫn điện hệ thống ổ cắm phích cắm à, để xem thiết bị có đảm bảo không trong trường hợp mà không đảm bảo thì phải thay thế hệ thống dây dẫn điện đủ tải cho các phụ tải trong nhà thay thế các cái ổ cắm phích cắm đảm bảo cái tiêu chuẩn về an toàn điện à, thường xuyên kiểm tra các thiết bị sử dụng điện trong các căn hộ là như là điện thì điều hòa để đảm bảo là các thiết bị đấy đáp ứng các yêu cầu về an toàn sử dụng và đặc biệt là hiện nay thì chung cư mini hoặc và các chung cư nói chung thì thường có cái vấn đề là sử dụng xe đạp xe máy điện thì đối với cái tầng hầm thì các xe đạp xe máy điện cần được sắp xếp vào một khu vực riêng và kiểm tra cái hệ thống điện phục vụ cho việc nạp điện là đảm bảo đủ tải ngoài ra cần trang bị cái các phương tiện chữa cháy chuyên dùng cho chữa cháy xe điện và phải bố trí nhân lực uh, cảnh báo nhân lực thường trực thường xuyên 24 trên 24 giờ đối với tầng hầm nói chung và đối với khu vực xe điện nói riêng. Khuyến cáo thứ ba là về vấn đề trang bị các cái bình chữa cháy sách tay tại các khu vực trọng yếu của tòa nhà, ví dụ như là khu vực cầu thang, khu vực hành lang hoặc là các tầng hầm. Ngoài ra chủ chung cư cũng cần có trách nhiệm là tuyên truyền và vận động các chủ căn hộ, những người sống trong các căn hộ là trang bị tối thiểu mỗi căn hộ một bình chữa cháy sách tay và hướng dẫn cho các cái thành viên trong gia đình bao gồm cả trẻ em sử dụng thành thạo bình chữa cháy sách tay vâng. à, nếu có điều kiện thì có thể trang bị thêm là các cái thang dây hoặc là các cái thiết bị cảnh báo cháy sớm vâng. à, vấn đề khuyến cáo thứ tư là các chủ trung cư mini cần phải xây dựng các phương án phòng cháy chữa cháy và thoát nạn cho tòa trung cư của mình và đề nghị là cơ quan cảnh sát phòng cháy chữa cháy thẩm định và phê duyệt đồng thời tổ chức uh, thực tập thường xuyên cho cư dân trong tòa trung cư và một lần nữa chúng tôi cũng rất là cảm ơn ông Bùi Xuân Thái uh, chuyên gia uh, từ hiệp hội uh, phòng cháy cháy và cứu nạn cứu hộ Việt Nam đã chia sẻ và đưa ra những uh, uh, góc nhìn ở trong chương trình chuyện hôm nay cảm ơn ông.